Chào các em, cô là Lê Nguyễn Hà Anh, giáo viên bộ môn hóa học, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trí Đức. Trong chương trình luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 của trường, thì hôm nay cô giới thiệu cho mình một cái chuyên đề, đó là phương pháp quy đổi trong bài toán hỗn hợp ancol, axit, este thông qua cái kỹ thuật đồng đẳng hóa. Thì khi nào chúng ta sử dụng kỹ thuật đồng đẳng hóa? Khi những cái bài toán hỗn hợp này người ta cho mình biết cái cấu tạo của các cái hợp chất hữu cơ. Vậy để sử dụng kỹ thuật đồng đẳng hóa thì chúng ta sẽ tiến hành các cái bước giải sau đây. Bước thứ nhất là mình tách cái hỗn hợp đề cho về CH2 và các nhóm chất tương ứng. Thì các nhóm chất tương ứng ở đây có thể là những chất đầu dãy đồng đẳng hoặc là những cái chất hữu cơ đơn giản. Bước 2 là ta lập các cái phương trình theo dữ kiện từ đề bài, sau đó giải hệ. Bước 3 chúng ta ghép nhóm CH2 để được các chất hữu cơ ban đầu. Và bước 4 là chúng ta tìm kết quả của bài toán. Lưu ý cho các em khi sử dụng kỹ thuật đồng đẳng hóa, đó là nhóm CH2 chỉ là một nhóm chất, nó không phải là một chất hóa học cụ thể, cho nên nó chỉ có mặt trong các cái phương trình liên quan đến khối lượng, đến phản ứng đốt cháy, đến số mol oxy, số mol của CO2 hay số mol của H2O. Chứ còn CH2 nó không có được tính vào số mol của hỗn hợp hoặc là các dữ kiện khác có liên quan tới số mol của các chất. Sau đây cô sẽ giới thiệu cho mình một số cái bài tập vận dụng để cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái kỹ thuật đồng đẳng hóa trong phương pháp quy đổi này nhé. Ta sang cái bài tập vận dụng số 1. Mình vừa đọc đề và đồng thời mình tóm tắt cái đề này luôn này nha, để chút xíu mình giải. X là một esteno đơn chức mạch hở, Y là ancol đơn chức mạch hở, đốt cháy hoàn toàn 14,3 gam hỗn hợp E. Gồm có X và Y. Thì X và Y cô để đó chút xíu nữa cô sẽ xài. Cô sẽ điền cái phần X và Y vào đây nha. Đốt cháy. Thu được 12,32 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Mình tính luôn số mol nè. mol. Và 11,7 gram H2O. Ta tính luôn số mol nha. mol. Mặt khác cho 14,3 gram E này. Tác dụng hoàn toàn với 100ml dung dịch NaOH2M. Vậy số mol của NaOH là 0,2. Cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khang. Ta hỏi giá trị của M là bao nhiêu? Đó là cô vừa đọc đề và cô vừa tóm tắt cái đề bài của mình. Thế giờ cô phân tích để mình thấy là tại sao mình sử dụng cái kỹ thuật đồng đẳng hóa nó dễ nè. Ở đây người ta cho hỗn hợp gồm có este và ancol. Họ có cái đặc điểm cấu tạo ở trong đó. Vậy thì chúng ta sẽ quy đổi cái hỗn hợp này về cái CH2 và các cái nhóm chất như thế nào? Giờ ta xem, este là họ cho no đơn chức mạch hở. Vậy cô sẽ quy cái este đó về cái este đồng đẳng, đầu dãy đồng đẳng, đó là HCOOCH3. Rồi, ancol ở đây họ cho ancol đơn chức mạch hở. Họ chưa có nói đến cái chuyện là no hay không no. Nhưng mà trong bài này người ta cho cái hỗn hợp este đốt cháy sinh ra được mol nước lớn hơn mol CO2. Vậy chắc chắn cái ancol này sẽ là ancol no. Vậy thì cô sẽ quy đổi cái ancol Y
này về cái chất đầu dãy đồng đẳng là CH3OH và CH2. Như vậy cái hỗn hợp E của cô đã quy về hai cái chất và cái nhóm CH2 này. Giờ ta tiến hành ta đặt ẩn ha. Trước khi mình đặt ẩn thì mình xem mình có tính được số mol của chất nào ở đây hay không nè. Mình thấy ethanol đơn chất mạch hở khi đốt cháy thì ta cho mol CO2 và mol nước bằng nhau. Vậy thì cái độ chênh lệch giữa mol nước và mol CO2 trong cái bài này đó chính là mol của ancol. Vậy ta lấy mol nước trừ mol CO2 là ra mol ancol. Vậy là cô đã tính được mol của ancol là 0,1 mol. Vậy là ta chỉ còn hai cái chỗ này ta thiếu số mol thôi thì ta đặt ẩn. Cái này cô đặt là x mol. Chỗ này ta đặt là y mol. Vậy thì mình sử dụng các dữ kiện của đề bài này như thế nào đây? Ta thấy là trong đề người ta cho 14,3 gram hỗn hợp. Vậy đầu tiên ta có phương trình khối lượng hỗn hợp. Người ta cho số mol của CO2, số mol của H2O thì chúng ta có thể sử dụng bảo toàn C hoặc là bảo toàn H. Rồi chỗ này cô sẽ đưa ra phương trình nha. Phương trình khối lượng hỗn hợp N này là 60 nhân x cộng là 32 nhân 0,1 cộng 14 nhân y thì bằng tổng khối lượng hỗn hợp là 14,3 gram. Đây là phương trình số 1 ha. Rồi phương trình số 2 cô sử dụng bảo toàn carbon đi. Carbon ở đây có 2C thì sẽ là 2X, 1C thì sẽ là 0,1, 1C sẽ là Y. Bên vế phải thì C trong CO2 là sẽ ra 0,55. Rồi mình tiến hành mình giải cái hệ này. Ra x bằng 0,15. Y bằng 0,15. Bây giờ mình thấy là ancol thì có số mol là 0,1. Este có số mol là 0,15. Và CH2 thì có số mol là 0,15. Như vậy dựa vào các số mol mà chúng ta tính được thì ta mới rút ra được một cái điều là ancol ở đây chỉ có CH3OH mà thôi. Còn cái nhóm CH2 này sẽ được ghép vào este. Vậy suy ra cái hỗn hợp E của mình bây giờ, sau khi cô ghép xong á, thì cô sẽ được này. Cái este nó có thể là HCOOC2H5 hoặc là CH3COOCH3. Còn ancol chỉ là CH3OH. Thì anh este này có số mol là 0,15 mol. Còn ancol thì là 0,1 mol. Giờ cô sẽ giải quyết cái phần thứ hai, đó là cái phần cho hỗn hợp E này tác dụng với NaOH để tính cái mờ gam rắn khen. Cái hỗn hợp E gồm có este và ancol, khi cho tác dụng với NaOH thì chỉ có este phản ứng thôi. Este là 0,15 mol mà là ethanol đơn chất mạch hở. NaOH có số mol là 0,2. Như vậy theo tỷ lệ phản ứng thì NaOH sẽ dư. Vậy ở đây mình sẽ dùng định luật bảo toàn khối lượng để mình tính khối lượng của chất rắn khang nha. Vậy ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu anh X là STHCOOC2H5 thì mình dùng cái bảo toàn khối lượng ta sẽ có M chất rắn sẽ là bằng M của este cộng với M của NaOH ban đầu trừ đi M của ancol là C2H5OH. Giờ ta ráp số vào nha. Giờ este là 0,15 mol, 0,15 nhân với khối lượng mol của este là 74, 11,1. NaOH ban đầu có số mol là 0,2
là 8. Rồi anh côn này nè, nhớ chú ý nè, NaOH bị dư nên số mol của anh côn sẽ được tính theo số mol của este. Số mol của este là 0,15, vậy cái anh côn này là 0,15. 6,9. Dạ. Yeah. Ra kết quả là 12,2. Thế thì thấy với trường hợp này, ở trong các lựa chọn ABCD ta không thấy xuất hiện. Như vậy là đây không phải là este theo đề người ta mong muốn. Vậy thì ta xét cái trường hợp thứ hai, X là CH3, COO, CH3. À, mình sử dụng cái định luật bảo toàn khối lượng tương tự thì ta sẽ có M của chất rắn. Ra được là 14,3 gram. À, vậy thì ở đây ta nhìn thấy trong lựa chọn ABCD nó có kết quả nằm ở câu B, 14,3. Như vậy các em thấy là cô đã sử dụng cái kỹ thuật đồng đẳng hóa để quy đổi cái hỗn hợp esteno đơn chức và ancono đơn chức mạch hở để cô giải. Chúng ta chuyển sang cái bài tập vận dụng số 2. Hỗn hợp E gồm STX đơn chức và axit carboxylic y hai chức, mạch hở không no, có một liên kết đôi CC trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một lượng E, thu được 0,43 mol khí CO2 và 0,32 mol hơi nước. Rồi bây giờ cô sẽ tóm tắt luôn nha. Ở đây người ta không cho khối lượng của hỗn hợp E. Rồi, gồm có những chất nào thì cô để đó. Chút xíu cô sẽ điền vào. Sau khi cô quy đổi, cô sẽ điền thành phần của hỗn hợp E vào. Người ta đốt cháy. Thu được 0,43 mol CO2. Mol hơi nước. Rồi, mặt khác người ta thủy phân hoàn toàn 46,6 gam E. 46,6 gam E. Lần thứ hai người ta cho là 46,6 gam. Thủy phân bằng NaOH vừa đủ, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 55,2 gam muối khan. Cộng với một cái phần hơi có chứa hợp chất hữu cơ Z. Biết tỷ khối hơi của Z so với hydro bằng 16. Rồi, tỷ khối hơi của Z so với hydro bằng 16. Họ hỏi phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với giá trị nào. Vậy đây ta xem thử ta có thể sử dụng cái kỹ thuật đồng đẳng hóa liền hay không, hay chúng ta phải có thêm cái cấu tạo gì nữa nè. E gồm STX đơn chức và axit carboxylic y hai chất. Axit thì có nói rồi, nhưng mà este này người ta nói là có một liên kết đôi CC, nhưng không biết cái liên kết đôi CC nó nằm phía trước hay là phía sau nhóm chất. Mà chúng ta để ý nè, khi người ta thủy phân cái hỗn hợp E thì có thu được cái chất hữu cơ Z, Z này. Vậy ta đi tính M lớn của Z đi nha, để ta mới ra được cái đặc điểm cấu tạo của este. Giờ cô xử lý Z nè. Ta có M lớn của Z thì là bằng 16 x 2 là 32. Theo kinh nghiệm thì ta thấy được rằng là gì? Z ở đây chính là ancol metallic.
Vậy đây chính là cái phần ancol ở trong STX. Vậy ta sẽ quy đổi cái STX về cái dạng chất đơn giản như sau. Este này có một liên kết đôi CC. Rồi, phần ancol này CH3. Dạ. Y là axit hai chức mạch hở có một liên kết đôi CC, như vậy Y cô sẽ đưa về cái chất đơn giản hai chức có một liên kết đôi CC. Và đương nhiên là chúng ta còn nhóm CH2 nữa. À, như vậy là cô sử dụng kỹ thuật đồng đẳng hóa, cô đã quy đổi cái hỗn hợp E ban đầu trong đề thành những cái chất đơn giản như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ta đặt ẩn để ta giải cái bài này nha. Ở đây ta có số mol của chất này, ta đặt là X mol, ta đặt là Y mol và ta đặt là Z mol. Ở trong cái dữ kiện đề bài lần thứ nhất mình thấy họ cho mol CO2, mol H2O. Vậy ta sẽ xài bảo toàn C, bảo toàn H để ta có được các phương trình nha. Đây ta có bảo toàn C. Thì mình sẽ có phương trình gì nè? Chất này có 4C, vậy là 4X. Chất này cũng có 4C, 4Y. Chất này có 1C là Z. Vế trái và vế phải CO2 là 0,43. Đây là phương trình số 1. Dạ. Mình xài tiếp là bảo toàn H. Bảo toàn H. 3, 4, 6X. 4Y. 2Z. Chỗ này là bằng 0,64. Này cô gọi là phương trình số 2. Mình có 3 ẩn mà mình mới có được 2 phương trình. Vậy chúng ta sẽ khai thác cái dữ kiện tiếp theo để ta lập thêm phương trình nữa nha. À, có một cái điều chúng ta cần phải nhớ nè. Ở cái dữ kiện số 1 thì người ta không cho khối lượng của hỗn hợp E. Nhưng mà dữ kiện số 2 trong phản ứng thủy phân, người ta lại cho khối lượng hỗn hợp E là 46,6g. Vậy thì ngay cái phần số mol của các chất trong hỗn hợp E chúng ta phải cẩn thận. Cô viết lại cái hỗn hợp E xuống nè. Thế thì trong cái phần dữ kiện thứ hai này, cô sẽ chuyển cái số mol của các chất tương ứng là thành KX, KY, KZ. Vậy thì ở đây cái sản phẩm muối sinh ra tương ứng, sản phẩm muối sinh ra tương ứng là thứ nhất là cái phần này, CH2, CH, COONa. Phần thứ hai là muối sinh ra từ axit này. Và thứ ba là nhớ phần CH2 nó cũng đóng góp trong phần khối lượng của muối. Được chưa? Ở đây cô sẽ lập cái phương trình thứ nhất là khối lượng của hỗn hợp E. Và thứ hai là phương trình khối lượng của muối. Rồi giờ phương trình khối lượng của hỗn hợp E là 86X, KX, 86KX. Nhớ nha. 1, 2, 3, 4. Một trăm mười sáu KY, 14 KZ thì sẽ là bằng 46,6. Phương trình khối lượng hỗn hợp muối chín mươi bốn KX. Phương trình này một trăm sáu mươi KY cộng 14 KZ bằng 55,2. Hai cái phương trình này nó có thêm cái chữ K nữa, cho nên ta chia, ta triệt tiêu cái K đi ha. Rồi giờ mình chia, mình triệt tiêu luôn nè. Ba trăm sáu sáu
1,8 x trừ 1052,8 120,4 bằng 0. Cái phương trình này cô gọi là phương trình số 3. Như vậy đến đây ta có 3 phương trình ha, 3 phương trình, 3 ẩn. Vậy ta sẽ tiến hành giải cái hệ gồm có 3 phương trình 1, 2 và 3. Ta ra được x bằng 0,05, y bằng 0,03, z là bằng 0,11. Rồi, sau khi mình giải được các giá trị x, y và z thì mình sẽ tiến hành ghép cái CH2 trở lại để ta được các chất ban đầu. Bây giờ muốn ghép CH2, ở đây có hai chất thì chúng ta sẽ sử dụng phương trình nghiệm nguyên. Ta xem như là cái chất este nó sẽ ghép với N nhóm CH2, cái chất axit nó sẽ ghép với M nhóm CH2. Chưa? Vậy cô sẽ suy ra lại cái hỗn hợp E của mình. Ghép với N nhóm CH2. Rồi, cái axit ta ghép với M nhóm CH2. Rồi ở đây mình dùng cái phương trình mol của nhóm CH2 thì ta sẽ có được nè 0,05N cộng 0,03M thì bằng 0,11. Đây là phương trình nghiệm nguyên cho nên mình sẽ chọn N là bằng 1 và M là bằng 2. Dạ. N bằng 1, M bằng 2. Như vậy là mình đã có được cái công thức của cái chất hữu cơ Y, cái axit Y. Vậy bây giờ cô sẽ tính luôn cái phần trăm khối lượng của Y ha. Suy ra phần trăm khối lượng của Y. Y là cái axit này đây. Bằng 2 số mol của Y là 0,03 ghép 1 vô là 100 ra được kết quả là 46,35%. Muốn tính phần trăm khối lượng của Y thì ta lấy khối lượng của Y, ta chia cho khối lượng của hỗn hợp, ta nhân 100% thì sẽ ra kết quả là 46,35%. Thế thì cái phần trăm khối lượng của Y này nó sẽ gần với cái giá trị là 46,5% ở đây ha. Đó. Như vậy là đến cái bài số 2 chúng ta thấy là gì? Cái đặc điểm cấu tạo của các cái chất hữu cơ có thể người ta sẽ không cho trực tiếp trên đầu đề mà người ta có thể cho trong cái quá trình các cái dữ kiện ở trong đề thì chúng ta sẽ xử lý các cái cấu ta xử lý cái phần ở sau trước rồi chúng ta mới tiến hành quy đổi được. Chuyển sang cái ví dụ vận dụng số 3, bài tập số 3. Đây là một bài nằm trong đề thi quốc gia 2015. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chất
tạo thành từ cùng một ancol y. Đó nè, cùng một ancol y. Với ba axit carboxylic, phân tử chỉ có nhóm COH, trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no. Và một axit không no có đồng phân hình học chứa một liên kết đôi CC trong phân tử. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta cái phần dưới ta vừa khai thác, ta vừa tóm tắt lại luôn nha. Thủy phân hoàn toàn 5,88 gram X. Rồi, thành phần của X chút xíu cô sẽ điền vô sau. Bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối. Và ancol y. Rồi, cho M gam y vào bình đựng natri dư. Sau phản ứng thu được 896 ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Đây là khí hydro đó. Ta tính luôn số mol. 0,04 mol hydro. Và khối lượng của bình tăng 2,48 gram. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gram, có nghĩa là cái lượng này nè, người ta sử dụng nguyên lượng như trên là 5,88. Thu được CO2 và nước 3,96, 0,22 mol. Ta yêu cầu là gì? Hỏi phần trăm khối lượng của este không no trong X là bao nhiêu? À, phần trăm khối lượng của este không no là cái anh este có liên kết đôi CC đây. Bây giờ chúng ta thấy nè, muốn dùng cái kỹ thuật đồng đẳng hóa thì ta phải xem cái đặc điểm cấu tạo của các este. Thì ở đây ba este người ta mới cho đặc điểm cấu tạo của axit thôi. Ta còn thiếu cái phần ancol ở phía sau. Thì mình thấy trong bài của mình người ta có cho ancol rồi, ancol y đây nè, họ cho các dữ kiện liên quan tới ancol y. Và chúng ta đi tìm cái ancol y trước, rồi sau đó ta mới quy đổi cái hỗn hợp các este này sau nha. Giờ cô đi tìm ancol y. Este này là đơn chất, vậy ancol y chắc chắn nó sẽ là đơn chất. Rồi ha. Vậy ở đây ta sẽ có số mol của ancol y nó bằng 2 lần số mol khí hydro. Hydro là 0,04, vậy mol ancol y là 0,08. Rồi, cái khối lượng bình khi cho ancol vào natri dư thì nó tăng 2,48 gram. Như vậy 2,48 sẽ bằng khối lượng của ancol trừ đi khối lượng của hydro. Khối lượng hydro là 0,08. Như vậy tới đây ta tính được khối lượng của ancol y thì sẽ bằng 2,56 gram. Ta vừa có khối lượng, ta vừa có số mol. Như vậy đến đây ta suy ra khối lượng mol của ancol y. Bằng 32. À, vậy thì y của mình chính là ancol metallic. Y là ancol metallic. Rồi, vậy ta có đặc điểm của ancol, đặc điểm của axit. Vậy ta sẽ quy đổi cái hỗn hợp này nha. Hai cái este ban đầu tiên là nó từ cái ancol CH3OH với hai axit không axit no là đồng đẳng kế tiếp. Như vậy cô sẽ quy đổi nó về thành HCOOCH3 và CH2. Cái este thứ ba tạo ra từ một axit không no có đồng phân hình học. À, muốn có đồng phân hình học thì cái este đó nó phải có dạng như vậy nè các em.
và nhóm CH2. Như vậy cô đã thực hiện quy đổi xong rồi nha. Các dữ kiện cô đã ghi, các số liệu cô đã ghi rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành ta giải nè. Ta đặt ẩn X, Y và Z là số mol của ba cái phần này. Ở đây mình sẽ có được cái phương trình gì? Thứ nhất là phương trình khối lượng của hỗn hợp. Thứ hai là phương trình số mol của ancol. Anh này là 0,08. Rồi, cái phần đốt cháy thì ta sẽ dùng bảo toàn hydro, ta sẽ có phương trình thứ ba. Như vậy là mình đã ra được một hệ ba phương trình rồi đó. Giờ mình viết ba cái phương trình đó ra nha. Đầu tiên là phương trình khối lượng hỗn hợp 60x một hai ba bốn năm 100y 14z thì bằng 5,88. Phương trình mol của ancol, ancol được sinh ra từ 2-3 ester, như vậy ta sẽ có được là x cộng với y thì sẽ là bằng 0,08. Rồi, cái phương trình thứ ba là dùng bảo toàn h 4x 3458y 2z cộng lại thì sẽ bằng 0,44. Rồi, mình giải cái hệ này ra. X bằng 0,06, Y bằng 0,02, Z bằng 0,02. Rồi, ta có được số mol của từng phần rồi. Bây giờ ta tiến hành ta ghép lại nha. Ta ghép lại. Như vậy ta suy ra cái hỗn hợp X của mình. Giờ ghép CH2 vô. Ghép CH2 vô. Thì hai cái ester ban đầu HCOO CH3 ta ghép với NCH2 này, ta ghép với lại MCH2. Rồi, đến đây ta có cái phương trình mol của nhóm CH2 0,06 N cộng với 0,02 M thì bằng 0,02. Đó. Như vậy ở đây mình chỉ có thể chọn được là M bằng bao nhiêu nè. M bằng 1, nếu M bằng 1 thì N sẽ bằng 0. M bằng 1 thì N sẽ bằng 0, mà N bằng 0 thì là không được. Nếu N bằng 0 thì chỗ đây nó chỉ có 1 ester thôi. Như vậy chỗ này là M ta chọn bằng 0, và lúc này N sẽ bằng 1/3. Chứ nếu mà N bằng 2 là nó sẽ âm, thì lúc đó sẽ không được nữa. Như vậy cái phương trình chỗ này mình sẽ chọn được cặp giá trị là M bằng 0 và N bằng 1/3. M mà bằng 0 thì y của mình chính là cái chất mà chúng ta đặt ngay ban đầu luôn. Cái ester không no là cái chất mà ta đặt ngay ban đầu luôn. Vậy thì ta đi tính phần trăm khối lượng của ester không no đó luôn. Vậy suy ra phần trăm khối lượng của ester không no. Đó là cái chất này nè. CH3, CH nối đôi, CH, COO, CH3. Thì sẽ bằng khối lượng của ester đó chia khối lượng hỗn hợp. Khối lượng hỗn hợp là 5,88 rồi. Số mol của ester này là 0,02. 0,02 nhân với lại 100. Ta ra kết quả là 34,01%.
34,01. Vậy ở đây ta thấy là đó chỉ là lựa chọn D. Thì mình thấy rằng là cái đề bài khá là dài đúng không? À, một cái bài với cái đề khá là dài. Nhưng khi mình sử dụng cái kỹ thuật đồng đẳng hóa thì cái việc giải này nó đơn giản hơn rất là nhiều. À, bây giờ chúng ta chuyển sang cái bài tập số 4, bài vận dụng số 4. Đây là một đề thi, một cái bài trong cái đề thi quốc gia 2018. STX2 chất mạch hở tạo bởi một ancol no với hai axit carboxylic no đơn chất. STI3 chất mạch hở tạo bởi glycerol với một axit carboxylic không no đơn chất, phân tử có hai liên kết bi. Riêng cái đặc điểm cấu tạo mà hết nữa cái phần chữ của đề rồi đó. Rồi, đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp E. Thành phần của E cô để đó. Gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol oxy. Thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E. Trên này là M gam, ở dưới là 0,16, như vậy nó không có trùng lượng rồi đó. Vậy dưới đây cô sẽ để là 0,16 mol E. Thủy phân cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH. 210 mà 2m, chỗ này sẽ là 0,42 mol. Thu được hai ancol có cùng số nguyên tử carbon và hỗn hợp 3 muối. Mà ancol này có cùng số nguyên tử carbon nha, để ý cái chỗ đó nha. Rồi người ta hỏi mình là tổng khối lượng của muối của hai axit no trong cái hỗn hợp 3 muối này là bao nhiêu. Và cái hỗn hợp muối này là người ta yêu cầu mình tính trong 0,16 mol E. Nhớ nha. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta tìm cái cấu tạo của các este và chúng ta quy đổi như thế nào. Ở đây người ta cũng chỉ cho mình là gì? Ở trên là đặc điểm của axit với ancol no mà không biết ancol no này có mấy C. Nhưng mà ở dưới này ta biết nè. Cái ancol no này, hai cái ancol có cùng số nguyên tử carbon trong phân tử mà trong đó có một ancol là glycerol thì cái ancol no ở trên này nó cũng là 3C. Dạ, 3C mà nó nằm trong ST2 chất thì cô sẽ quy đổi như thế này. À, ST2 chất mạch hở tạo bởi ancol no với hai axit carboxylic no. Vậy cô sẽ để là HCOO tất cả hai lần C3H6. Đó là STX của quy đổi về cái chất đơn giản đó. Bây giờ tới STI3 chất tạo bởi axit không no đơn chất có hai liên kết bi. À, hai liên kết bi mà đơn chất thì nó sẽ có một liên kết đôi CC. Glycerol là C3H5. Đó. Và đương nhiên trong kỹ thuật đồng đẳng hóa là ta có nhóm CH2. Ở dưới này cô cũng ghi lại cái hỗn hợp E nha. Này thiếu nè. Nhà mình tiến hành mình đặt ẩn. Ở đây ta đặt là X mol. Anh này là Y. Anh này là Z. Rồi. Vậy thì ta có cái phương trình thứ nhất là phương trình bảo toàn C ha. Bảo toàn C. Bảo toàn C. 3. Như này là 2. Là 5. X. 9. Với 3. Là 12Y
cộng Z thì sẽ là bằng 0,45. Đây là phương trình số 1. Rồi. Bây giờ họ cho số mol oxy thì ta sẽ xử lý cái phần này như thế nào? Ta muốn xài cái bảo toàn oxy thì ta thiếu nước. Thiếu nước, như vậy ta thêm nước ở chỗ đây vô nè. Và ta dùng cái bảo toàn H để ta tính số mol của nước nha. 2 dưới 6, 8H, và chỗ này sẽ là 4X. 9, 5, 14, và chỗ này sẽ là 7Y. Này 2, và chỗ này sẽ là cộng mẫu Z. Đó chính là số mol của nước. Vậy ta xài bảo toàn O, ta có được là 4X cộng 6Y cộng 1 sẽ bằng 0,9 cộng 4X cộng 7Y cộng Z. Đây là phương trình số 2. Vậy ta còn thiếu một phương trình nữa. Nó có 3 ẩn nhưng mà chỗ này nó hơi mệt nè. Ở trên họ cho M, ở dưới là cho 0,16. Như vậy chỗ này cái số mol ta không đặt X, Y, Z mà ta sẽ đặt là gì? KX, KY, KZ. Được chưa? Rồi, ta giải quyết được rồi đó. Ta thêm một cái ẩn K vô nữa rồi đó. Vậy ở đây mình sẽ lập cái phương trình thứ nhất là phương trình mol của hỗn hợp. Và phương trình thứ hai là phương trình mol của NaOH phản ứng nữa. Như vậy đến đây ta có phương trình ạ. Mol hỗn hợp là KX cộng KY bằng 0,16. Mình chú ý là CH2 nó không tham gia trong phương trình mol của hỗn hợp nha. Giờ mol của NaOH phản ứng, anh này là ST2 chức tỷ lệ 1,2, anh này là ST3 chức tỷ lệ 1,3. Vậy ta sẽ có phương trình mol NaOH phản ứng là 2KX cộng 3KY thì sẽ là bằng 0,42. Ta chia hai phương trình này vế với vế cho nhau để ta triệt tiêu K thì ta sẽ được cái gì nè? Sẽ là ra 0,1X trừ 0,06Y sẽ bằng 0. Đây là phương trình số 3. Mình sẽ giải cái hệ gồm có phương trình 1, 2 và 3 nha. Ta ra được X bằng 0,015, Y bằng 0,025, Z bằng 0,075. Sau khi giải xong thì mình sẽ tìm cách ghép cái CH2 này trở về những cái chất để được các chất ban đầu. Vậy ta suy ra có hỗn hợp E của mình HCOO tất cả 2 lần C3H6 ghép với lại N nhóm CH2. CH2 nối đôi CH, COO tất cả 3 lần C3H5. Cái này cô ghép với lại M nhóm CH2. Rồi, như vậy cô có phương trình mol CH2 sẽ là 0,015N cộng 0,025M thì bằng 0,075. Dễ dàng nhận thấy được là gì? Ở đây M của mình sẽ là bằng 0 và N của mình sẽ là bằng 5. Chà, phương trình này là phương trình nghiệm nguyên. Rồi, như vậy là ta có được là gì? Cái chất mà ban đầu ta đặt cho cái ST 3 chất này là nó y chang ban đầu luôn, nó không có thay đổi về thành phần. Rồi, 5 cái nhóm CH2 này được ghép vào trong 2 cái ST. Rồi, vậy thì bây giờ muốn tính khối lượng muối này thì dễ nè các em. Vậy thì ta sẽ có cái STX sẽ là HCOO tất cả 2 lần C3H6, ta ghép vào 5 nhóm CH2. Ta không cần ghép cụ thể nha các em,
Bởi vì cái phần muối này thì cái CH2 này nó sẽ đóng góp. Còn cái phần ancol ở phía đằng sau của este này nó là C3. Cái phần này ancol này có 3C rồi, không có thêm C nữa. Vậy đến đây ta suy ra được M của muối acid no. Cái này là ta xét trong bao nhiêu mol hỗn hợp đây nha. Ta xét x y chỗ này mà x với y là 0,015 và 0,025. Như vậy trong 0,04 mol hỗn hợp thì nó sẽ là bằng số mol 0,015 ra 3,09. À mà người ta hỏi là người ta hỏi khối lượng muối trong 0,16 mol E. Như vậy suy ra cái M cần tìm nó là lấy 3,09 nhân 4 là ra 12,36 gram. Giá trị khối lượng của hai muối của hai axit no là ra 12,36 gram. Như vậy ở đây là câu C. Chúng ta thấy rằng là trong cái bài này nè, ta không cần xác định cụ thể cái cấu tạo của cái este hai chất, nhưng chúng ta vẫn tính được khối lượng của muối tạo ra từ các cái axit trong cái este đó. Mình thấy là đây là những cái lợi thế từ cái kỹ thuật đồng đẳng hóa nó đem lại cho chúng ta. Ở đây cô giới thiệu cho mình các cái bài vận dụng xoay quanh những cái bài toán hỗn hợp ancol, acid, este. Thực ra thì kỹ thuật đồng đẳng hóa mình sử dụng được cho hỗn hợp chất hữu cơ nói chung. Cô hy vọng rằng sau cái chuyên đề này thì các em sử dụng được cái kỹ thuật đồng đẳng hóa để giải những cái bài toán liên quan đến cái hợp chất hữu cơ. Xin cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi.